cô thân ái chào các bạn nam 1967 thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 6 tháng đầu năm năm nhâm dần cho các bạn thì các bạn có cái mệnh của các bạn là thuyên hà thủy và thất quần chi dương nghĩa là cái con dê nó lạc đàn nọ các bạn sinh từ ngày các bạn có cái tuổi này thì sinh ngày từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 đến ngày 2 tháng đến ngày 9 tháng 1 năm 1968 thì không hiểu gì một cái lý do gì thì có những cái cái tuổi này nó có cái những cái có bước thăng trầm là các bạn có khi là không được ở chung với cha mẹ anh em mà các bạn phải sống xa gia đình cho nên các bạn thường ở trong cái tâm trạng của các bạn có một cái gì nó nó dấn dương có một cái điều gì mà các bạn buồn thương khi mà nhớ về cái cái hoàn cảnh gia đình của mình nhớ về cái cái chuyện là mình không được trùng phùng không được vui vẻ cùng gia đình của mình thì đó là một cái nỗi buồn của các bạn nhưng các, về cái con đường làm ăn của các bạn Thì nó có cái sự tiến tiến triển Các bạn thuận lợi trên cái bước đường làm ăn lắm Tuổi của các bạn là cái tuổi yêu hòa bình Các bạn không gây hấn với ai Các bạn chịu thương, chịu khó, các bạn cực nhọc Các bạn làm việc Các bạn không dồi dĩnh ai, không than, không thở Nhưng mà cứ thế mà các bạn chăm chỉ và từ 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 cái bước đầu tiên chúng ta nghèo khổ mà sau này bây giờ các bạn đã năm năm mấy rồi thì các bạn có được cái sự là yên ổn trong cái công ăn việc làm yên ổn trong cái máy ấm gia đình của mình tài sản của mình cũng không đến nỗi nào là khó khăn lắm thì tính các bạn cũng rất là hiền lành cho nên được lòng trời cho nên trời phật cũng thương mà thương các bạn là cái sự hiền lương cho nên quá giải được những cái khó khăn nếu mà các bạn góp gặp những cái khó khăn uh, trong cái cuộc sống thì sẽ có cái người với nhân uh, phù hộ có cái người để mà đứng ra giúp đỡ các bạn để mà quá xui nó thành đều tốt đẹp và nói về cái tính của các bạn thì các bạn có một cái tính tốt là các bạn rất là yêu thương các bạn trang hòa sống bao la với mọi người các bạn không co không mà so đo khi giúp ai thì giúp thiệt tình chứ các bạn không so đo không tính toán thì năm nay các bạn là không phạm tam tai mà không phạm kim lâu nhưng các bạn phạm quan ốc về sao chiếu mệnh của các bạn thì sao thổ tú chiếu mệnh sao thổ tú nó xấu cho mình vào cái tháng tư và cái tháng 8 sau thổ tú chủ yếu về vấn đề sức khỏe về vấn đề sức khỏe của mình các bạn chú ý về vấn đề tai nạn và tiếp tục các bạn gặp một cái hạn đó là hạn ngũ mộ thì hạn ngũ mộ này nó cũng đánh về cái sức khỏe cho mình cho nên mình có những cái bệnh tật gì thì cái đầy lứa tuổi của các bạn rồi đã lớn tuổi rồi thì dễ đau ốm dễ bệnh tật thì khi mà chúng ta có cái vấn đề gì chúng ta liền đi chữa trị đừng để chậm mà nó không hay cho mình về vận niên của mình làm một cái vận niên không hay đó là trư phùng quả nghĩa là mình làm cái việc gì đó mình làm những cái công ăn việc làm mình những cái tính toán của mình mà người ta bắt được thì người ta lại đem lại cái sự người ta lại chuyển biến đem lấy lại sự lợi lộc cho người ta mà đem lại sự cái thiệt hại cho mình cho nên Năm nay về cái công ăn việc làm của các bạn thì nó không được uh, thuận. Thì bây giờ chúng ta nói như vậy rồi bây giờ chúng ta phân tích ra 6 tháng đầu năm. Thì khi mà nhận, nhận, nhận xét sơ thì cô thấy là nói về các bạn giống như là lục hù có ông cô độ mạng thì các bạn không tính toán so đo. Nhưng mà trong cái năm nay thì các bạn có những cái chuyển biến tốt đẹp đem đến những cái lời lộc cho các bạn nha trong cái năm nhâm dần thì nhâm nó thuộc thủy mà đinh nó thuộc quả cho nên nó hợp với các bạn cái con đường làm ăn của mình nó có cái tốt đẹp rồi đó nó có cái bước tiến triển và cái năm dần mà mình mùi cho nên nó bình hòa cái công việc của mình nó bình ổn không có gì uh, thay đổi và cái mệnh mình mệnh thủy mình gặp cái năm kim thì có có thể là trong cái năm nay các bạn có cái tin vui có thêm cháu chắc có thêm cháu nha mà nếu mà được thêm cháu trai thì tốt và các bạn có cái tin hủy trong cái năm gia đạo của các bạn trong cái năm nay á thì nó có cái màu sắc rất là vui tươi gia đình nó thuận thảo ấm êm mọi việc nó thương thảo vui vẻ lắm thì đó là cô nói về năm Thì nói về tháng thì nó cũng vậy nghĩa là cái tháng này cái tháng đầu tiên là cái tháng các bạn làm tiền bạc nó có công việc nó bình ổn và mình có tin vui trong cái gia đạo gia đình mình thì nó có cái hòa khí thuận lợi qua cái tháng thứ nhì là cái tháng quý mùi quý mão quý thuộc thủy mà đinh thuộc quả cho nên nó được phần tương hợp tiền bạc của mình làm nó nó được nó có cái hướng làm ăn nó tốt đẹp và thêm một cái nữa đây là cái tháng tam hợp cho các bạn mão mùi cho nên nó thuận lợi trên cái con đường làm ăn của của các bạn thì trong cái tháng này có thể các bạn sẽ có cái tin vui báo hỷ nhưng về cái bản mệnh gia đạo của các bạn trong cái tháng này các bạn phải cẩn trọng Thì hồi nãy cô đã phân tích rồi các bạn gặp tiếp là vừa sao thổ tú mà hạn ngũ mộ nữa cho nên mình phải cẩn trọng vấn đề sức khỏe về vấn đề tai nạn nếu chúng ta không cẩn trọng thì có để đem đến những cái chuyện buồn đau cho um, cho gia đạo của mình thì các bạn chú ý trong cái gì, trong cái tháng này qua cái tháng giáp thìn là tháng thứ ba đó các bạn Giáp nó thuộc mộc mà đinh nó thuộc quả Cho nên nó tương sinh Nó tương sinh thì mình lại tiếp tục làm việc nó có tiền bạc Nó có lợi lộc Nhưng mà cái công việc của mình có cái phần khắc kỵ đó nha Đó là cái tháng xung của mình Thì mình phải chú ý mình giữ gìn Và cái tháng quả mà mình thủy thì nó không có tốt đẹp nó không có thuận lợi cho các bạn có những cái chuyện buồn nó sẽ xảy ra và tháng này tiếp tục trong cái gia đạo của các bạn có cái chuyện buồn có những cái chuyện mà có thể gây ra ra cái những cái chuyện thương tổn để mà mình phải uh, mang những cái thương tích mang những cái chuyện mà đấu khẩu đấu tranh với nhau đem đến cái chuyện xô xát thì không hay qua cái tháng ất tỵ ất thì nó thuộc mão mà mình đinh quả cho nó 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 tương sinh tương sinh thì thuận lợi trong cái vấn đề làm ăn lợi lộc của mình tháng tỵ gặp mùi thì nó bình hòa công việc làm ăn nó ổn định nhưng mà cái bản mệnh của mình trong cái tháng này nó không không tốt tại vì mình thủy mà mình gặp mệnh quả cho nên nó không tốt thì các bạn phải dạy chừng trong cái tháng này gia đạo của các bạn lại mang một cái màu sắc ấm em, vui vẻ hạnh phúc thương thảo thuận hòa tốt đẹp nha và cái tháng tiếp là cái tháng bính ngọ Thì bính nó quả mà đinh mình cũng là quả Mà quả hoặc quả thì nó có cái phần tương trợ Nó có cái phần bình hòa nhưng mà có người tương trợ Có người giúp đỡ để mà có công ăn việc làm của mình nói Nó thuận buồm xuôi gió Và tháng này là cái tháng nhị hợp của các bạn ngọ với mùi gặp nhau và tháng là tháng thủy mà mình cũng là thủy cho nên mình có cái đường làm ăn con đường làm ăn mình nó tiếp tục nó nó thuận lợi có người lại giúp đỡ cho mình và gia đạo của mình cái màu sắc gia đạo của mình nó vui vẻ nó ấm êm nó hạnh phúc dạng sự như, ý qua cái tháng cuối của 6 tháng đầu năm là cái tháng đinh mùi đinh nó cũng thuộc quả mà mình cũng mình cũng đinh thì nó có cái phần bình hòa như vậy nó có phần cái tương trợ với nhau Để mà tích tục cho cái mình trong cái con đường làm ăn Nhưng mà cái tháng này mùi với mùi lại là cái tháng xung của mình Cho nên nó không được tốt đẹp Các bạn chú ý trong cái tháng này Và tiếp tục là cái tháng thủy mà mình cũng thủy Cho nên nó thuận lợi, nó tốt đẹp trên cái vấn đề làm ăn Gia đình mình cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc, cũng ấm êm, thuận thảo Như vậy là quá tốt rồi như vậy là các bạn đa phần những cái bạn khác á là 6 tháng thì ba ba tháng gia đạo không hay mà ba tháng tốt nhưng mà của bạn á là có chỉ có hai tháng xấu thôi còn 4 tháng gia đạo của các bạn nó tốt đẹp nó hạnh phúc nó êm ả như vậy là chúc mừng cho các bạn Thì như vậy cô có tóm lại một lần nữa là tuổi của các bạn trong cái năm nay nó gặp được nhiều cái chuyện tốt nè, về tài lộc cũng như um, về cái gia đạo của các mình, của mình nó được tốt thì quá quá là một cái điều mừng nha các bạn. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe và vui vẻ, hạnh phúc.